Chào mừng các bạn trở lại với khóa học lập trình Gen Framework tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Bài học này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra một input nữa mà khá là quan trọng khi mà chúng ta muốn chống spam trên website. Thì mình sẽ đặt ra một ví dụ, nếu mà bạn có một form đăng ký tài khoản chẳng hạn mà bạn không sử dụng các biện pháp để tránh spam thì người dùng có thể vào website của bạn và đăng ký hàng trăm hàng nghìn tài khoản, sau đó thì lưu vào database. Vậy thì một ngày nào đó database của bạn sẽ trình to ra. Vậy thì để tránh spam thì bạn có thể dùng nhiều cách ha. Bài học này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra một mã captcha để tránh spam mà Gen Framework đã cung cấp. Thì mình sẽ sử dụng mã captcha image. Mình sẽ mở giao diện này cho các bạn xem ha. Bạn thấy thì ở đây chúng ta có một form. Sau đó thì người dùng sẽ tạo ra một image như thế này. Yêu cầu là có một input ở đây để người dùng nhập mã xuất hiện ở đây. Nếu mà nhập đúng và nhấn button submit thì thông tin của bạn mới gửi đi. Mà nếu người dùng nhập sai mã so với hình ảnh này thì chúng ta sẽ không gửi đi. Vậy thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra hình ảnh này, đồng thời là tạo ra input để validate đối với hình ảnh. Thì mình sẽ sử dụng ở đây đó chính là captcha image trong Gen Framework. Mình sẽ set up một element đó là captcha image ha. Mình sẽ chú thích ở đây là captcha image. Rồi mình cũng dùng phương thức zip và trả tới S set up captcha như sau. Đầu tiên thì các bạn cần phải khai báo type. Type ở đây Gen Framework cung cấp cho các bạn đó chính là captcha. Rồi ví dụ như name ở đây mình sẽ set up một name cho element này, đó là captcha image. Tiếp theo thì mình sẽ set up một số option như sau. Nó nhận một mảng. Trước tiên thì mình sẽ xem qua hình ảnh này ha. Bạn thấy thì toàn bộ mà nội dung này chúng ta có đó chính là một captcha image. Thì ở đây chúng ta human check này đó chính là một label. Vậy thì ở đây mình sẽ set up một label. Rồi mình ví dụ cho người dùng là nhập chủ bên dưới chẳng hạn. Tiếp theo thì ở đây bạn có một option nữa đó chính là khai báo captcha. Rồi, ở đây mình sẽ khai báo đối với captcha image thì mình sẽ khai báo là image. Tiếp theo thì các bạn còn phải khai báo một thông tin đó chính là đường dẫn để lưu hình ảnh captcha khi mà chúng ta tạo ra như thế này. Ở đây thì mình dùng khóa mà Gen Framework đã cung cấp đó chính là img dir. Là img directory ha. Img dir thì mình sẽ set up ở đây như sau. Bạn thấy là tất cả thông tin của mình đều đặt trong public, do đó thì bạn mở thư mục public. Ở đây mình có thư mục img. Giả sử như mình sẽ lưu captcha vào trong thư mục image này, do đó thì mình sẽ lưu một folder ở đây ha, và mình đặt là captcha. Rồi vậy thì img ở đây mình sẽ cho phép người dùng đi vào public, sau đó vào trong thư mục img và mình vào thư mục là captcha. Tiếp theo thì các bạn cần phải khai báo một đường dẫn nữa, đó chính là img url. Bạn thấy là img directory là đường dẫn chính xác mà sẽ lưu thông tin của hình ảnh, còn ở đây mình lưu là img url. Thì img url so với img directory ở trên khác nhau một chỗ, đó chính là img directory thì bạn khai báo đường dẫn lưu trữ captcha, còn img url nghĩa là đường dẫn mà hình ảnh của bạn sẽ hiển thị khi mà bạn đi ra ngoài browser. Đối với hình ảnh hiển thị ngoài browser thì mình đã đi vào thư mục public rồi, do đó thì các bạn không cần phải khai báo là đi vào public nữa, mà chúng ta chỉ cần đi vào thư mục image sau đó vào captcha để lấy hình ảnh này ra. Tiếp theo một phần bạn cần khai báo nữa đó chính là surface. Surface ở đây chính là kiểu định dạng đối với hình ảnh mà bạn sẽ lưu trữ xuống khi mà image của bạn phát sinh. Thì ở đây mình sẽ khai báo là .png. Tiếp theo thì bạn thấy là hình ảnh captcha của chúng ta còn có một tag ở bên ngoài này, thì các bạn còn phải khai báo font cho img. Vậy thì để lấy được font thì các bạn sẽ search cho mình từ khóa là Google Font và chúng ta download font mới về ha. Mình đi vào Google Font. Rồi ở đây thì Google sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều font, thì bạn có thể download một font nào đó bất kỳ để chúng ta làm captcha. Thì bạn chọn font càng khó nhìn thấy thì captcha của bạn sẽ càng bảo mật. Tuy nhiên thì các bạn cần phải sử dụng một font nào mà người dùng có thể là tránh bị nhầm lẫn ha. Ví dụ như ở đây mình chọn một font nào đó đi nè. Mình chọn font... Rồi, giả sử mình chọn một font nào đó là font này đi chẳng hạn ha. Thì ở đây mình chọn vào. Sau đó thì ở đây mình sẽ chọn button download.
thì nó cho bạn download về một file zip, mình sẽ mở. Sau đó thì mình sẽ dài nén phông này ra ha. Sau khi dài nén thì mình được làm một phông và một lion. Thì các bạn sẽ sử dụng phông này để chúng ta set up cho project. Vậy thì mình sẽ sử dụng phông này và copy nó vào trong project, mình sẽ để ở thư mục data. Rồi trong data thì mình sẽ đưa một folder vào đây, mình sẽ set up là phông chẳng hạn. Rồi mình mở phông này ra ha. Sau đó thì bắt phông mình đã copy. Ở đây thì mình sẽ copy name. Tiếp theo thì bạn cần khai báo ở đây, đó chính là phông. Bạn cần chỉ đường dẫn đến thư mục phông. Trước tiên thì mình vào thư mục data. Sau đó thì bạn vào tên của phông mà mình vừa nhận được. Tuy nhiên ở đây bạn thấy là mình đang ở trong đường dẫn là Zen Framework rồi Public được phông. Vậy thì bạn muốn vào trong thư mục data, các bạn cần phải lấy từ thư mục gốc là htdoc và Zen Framework của mình. Vậy thì các bạn khoan hãy là setup ở đây. Bạn đi vào trong Public và Index. Ở đây thì mình sẽ setup một hằng số để chúng ta lấy được thư mục gốc của chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào trong thư mục data và thư mục phông mà chúng ta vừa tạo ha. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một application path như sau. Mình sẽ dùng define. Rồi khai báo đây là tên của hằng số, thì ở đây mình sẽ dùng là application path. Tiếp theo thì bạn thấy là chúng ta có directory, do đó thì mình sẽ dùng DNF của directory này ha. Rồi, bạn ở đây thì muốn biết thông tin của mình, bạn có thể echo ra ở đây, đó chính là hằng số dir. Rồi, sau đó thì ở đây bạn cũng có thể là sau khi chúng ta setup được application path, mình sẽ echo ra cả là application path. Bây giờ tạm thời thì ở đây mình sẽ khai báo đến đây thôi ha, mình sẽ refresh để xem thử là mình có application path là directory như thế nào. Rồi mình sẽ nhấn enter. Rồi ở đây bạn nhận thấy là chúng ta đang ở, đối với directory thì chúng ta đang ở trong thư mục public, và application path thì chúng ta đã được ra ngoài đối với là gen framework mà không vào phải public nữa. Ở đây mình nhận được một lỗi, đó chính là Zen Captcha Factory not found. Vậy thì các bạn cần phải cài đặt Captcha khi mà chúng ta sử dụng Captcha Image. Rồi ở đây thì bạn thấy là chúng ta đã set up được application path. Do đó thì mình sẽ tạm thời comment nội dung này lại. Rồi ở đây mình sẽ khai báo đường dẫn đến phông của mình, chính là application path, và nối với thư mục data và trong thư mục phông. Sorry, các bạn còn phải vào trong thư mục phông nữa ha. Như vậy là chúng ta đã cài đặt được đường dẫn mà chúng ta lưu phông. Ở đây bạn nhận được một lỗi là còn phải cài đặt thư viện Captcha. Vậy thì để cài đặt mình sử dụng như sau. Bạn nhấn Ctrl và phím Backstick. Ở đây bạn sử dụng là Composer. Require. Rồi bạn ghi vào Zen Framework và xuyệt là Zen Captcha. Sau đó mình nhấn Enter. Đợi cho quá trình cài đặt Zen Captcha của chúng ta được khởi tạo và download về, mình sẽ khai báo thêm một số thông tin nữa ở đây. Thì ngoài phông thì bạn thấy là đối với hình ảnh này thì các bạn cần phải khai báo phông size là phông lớn hoặc nhỏ. Do đó thì mình sẽ sử dụng phông size. Đối với phông size thì các bạn ghi là F size như thế này ha. Rồi mình set up phông size này khoảng là 50 pixel chẳng hạn. Tiếp theo thì bạn thấy là hình ảnh của chúng ta cần phải khai báo là kích thước cho hình, thì bạn cần khai báo là chiều cao và chiều rộng. Vậy thì để khai báo mình sẽ sử dụng ví dụ chiều rộng là width, limit của mình ha. Ở đây mình set up khoảng là 400 pixel. Rồi khai báo chiều cao. Hay này thì mình sẽ cho phép khoảng là 150 pixel chẳng hạn. Bạn thấy thì đến đây là phông Captcha của chúng ta đã được cài đặt và download về. Mình sẽ đóng cửa sổ này lại. Mình thử refresh đối với là phông của mình xem còn xuất hiện lỗi ở đây không ha. Đó, sau khi chúng ta cài đặt thì chúng ta đã không còn lỗi nữa. Tiếp tục thì ở đây sau khi chúng ta khai báo chiều cao và chiều rộng thì các bạn cần phải khai báo thêm một điều kiện. Ví dụ như ở đây bạn thấy là chúng ta có những chấm đen như thế này. Vậy thì chúng ta cần phải khai báo là mật độ đối với các chấm đen này là nhiều hay là ít. Vậy thì mình sẽ dùng ở đây chính là dot noise level. Level. Rồi ở đây mình sẽ khai báo khoảng là 200 chẳng hạn.
Tiếp theo thì ở đây bạn thấy chúng ta có những đường gạch ngang qua, những đường gạch như thế này ha. Vậy thì các bạn cần phải khai báo ở đây, đó chính là Liner Level. Rồi Liner này thì nó sẽ đếm số giây mà bạn sẽ xuất hiện ra. Ví dụ như ở đây mình set up là 5 giây chẳng hạn. Tiếp theo bạn còn khai báo thêm một điều kiện nữa, đó chính là thời gian tồn tại cho các trang này có giá trị. Thì ở đây mình sẽ dùng là Expiration. Ví dụ như ở đây mình set up thời gian có giá trị cho các trang này khoảng là 2 phút chẳng hạn. Thì đơn vị tính ở đây là giây ha, 2 phút thì chúng ta sẽ có là 120 giây. Mình chú thích ở đây là 20. Rồi, như vậy là chúng ta đã cài đặt được captcha image. Thì bây giờ để hiển thị được captcha image này ra ngoài browser thì các bạn cần phải đi vào trong index này. Rồi mình sẽ copy một input. Thì bạn thấy là captcha của mình đang có name mà mình khai báo là captcha image. Do đó thì mình sẽ đặt ở đây và name ở đây là captcha. Rồi chúng ta sẽ hiển thị captcha này ra bên ngoài ha. Ở đây chính là captcha. Như vậy là chúng ta đã set up được element và hiển thị element. Bây giờ mình sẽ thử refresh xem là hình ảnh của chúng ta có hiển thị lên không nào. Rồi, bạn thấy thì sau khi mình thực hiện refresh thì mình đã nhận được thông tin của captcha. Chúng ta có là label là nhập chuỗi bên dưới và ở đây mình đã xuất hiện phông và số giây mà mình đã khai báo, đồng thời là số chấm và có cả một input ở chỗ đây để chúng ta nhập đoạn match ở trên mà thực hiện validate. Bây giờ mình sẽ thử thay đổi một số thông tin bên trong element này ha. Ví dụ như bạn thấy là ở đây mình set up chiều cao và chiều rộng là 400. Mình sẽ set up chiều cao này khoảng là 300 pixel chẳng hạn. Thì mình sẽ thử refresh ha. Thì bạn thấy là hình ảnh của chúng ta đã nhỏ lại. Vậy thì mình sẽ set up 400. Đất noise level ở đây mình để 200. Vậy thì nếu mà mình set up là 300 chẳng hạn. Thử refresh nào. Thì bạn thấy là mật độ các chấm của chúng ta đã xuất hiện dày đặc hơn. Rồi tương tự thì ví dụ như Liner ở đây mình sẽ up là 10. Mình thử refresh thì bạn thấy là chúng ta có rất nhiều dây mà chúng ta sẽ khó nhìn thấy hơn rất nhiều. Và phong của chúng ta đã hiển thị ở đây ha. Rồi mình sẽ set up ở đây khoảng là 5 giây thôi. Refresh. Rồi bạn cũng có thể kiểm tra nguồn trang ở đây. Thì bạn thấy là ở đây hình ảnh của chúng ta nó đang được lưu trữ ở là thư mục public img vào captcha. Và chúng ta có một tên hình ảnh là .png. Mình sẽ đi vào trong thư mục xem ha. Rồi mình vào public captcha. Mình mở thư mục này ra nào. Thì bạn thấy là ở đây thư mục captcha của chúng ta lưu trữ được 5 hình ảnh do mình đã refresh 5 lần. Ví dụ như ở đây mình sẽ thử refresh thêm một lần là 6. Vậy thì mình sẽ mở thư mục captcha ha. Thì chúng ta được thêm một hình ảnh nữa, đó là 6. Và tên của hình ảnh này đồng thời nó sẽ trùng với tên mà chúng ta có mã bảo mật ở bên dưới này ha. Mình sẽ chọn đến hình ảnh. Thì bạn thấy chúng ta có value đối với image này là một dãy số và tag là 928 vân vân ha. Thì ở đây mình có hình ảnh mình vừa hiển thị, đó chính là hình ảnh này. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn tạo ra một captcha image thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.